Hoạt động mua sắm chen chúc đông đúc như thế này diễn ra tại hầu hết các siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, lượng khách đến siêu thị trong những ngày giáp Tết đã tăng trên 30%. Các mặt hàng hoa tươi, rau củ, quả và thực phẩm tươi sống cứ bày lên kệ, sau vài tiếng là hết hàng. Trong đó nhóm rau củ quả là tiêu thụ nhanh, nhất là những loại đóng gói sẵn, dễ dàng cho vào túi như nấm, cà rốt, khổ qua hay các loại rau mầm. Các siêu thị đã dự báo nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh trong những ngày giáp Tết, do đó đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để cung ứng. Tuy nhiên, sức mua càng lúc càng tăng khiến cho việc lấp đầy hàng hóa bị quá tải, hàng hóa bổ sung liên tục. Cái lượt khách của mình tăng trong ngày Tết là bắt đầu từ ngày 27 cho tới 30 Tết là thấy 1.500 lượt khách. Cái lượng hàng hóa thì bên em đã cung cấp bên Sài Gòn là đã trang bị đầy đủ. Có nghĩa là về hàng ngày lượng là có thể là ví dụ buổi sáng em đã trang bị đầy đủ, buổi chiều có thể là bên kho có thể bổ sung. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, nhiều siêu thị đã phải mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn, tăng thời gian phục vụ từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày. Nhân viên phục vụ được huy động tổng lực, vừa hỗ trợ khách mua hàng nhanh chóng tiện lợi, vừa liên tục nhập hàng, không để trống quầy. Những ngày Tết này thì lượng khách ở đây rất là đông. Dạ, tụi em cũng rất là mệt nhưng mà vui lắm chị. Dạ, được phục vụ mọi người, tụi em cảm thấy rất là tự hào luôn, giúp mọi người có một cái Tết ấm no. Mua sắm dịp Tết, ngoài nhu cầu về nguồn thực phẩm Tết cho gia đình, còn được xem là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mà nhiều gia đình muốn gìn giữ. Nhiều siêu thị sẽ tiếp tục phục vụ khách mua sắm đến giữa trưa ngày 30 Tết. Đây là nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm kéo giãn thời gian mua sắm cho người dân, đặc biệt là người lao động, công nhân viên, những người còn làm việc chưa có thời gian sắm Tết cho gia đình.